Chào các bạn, mình là Chuối. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Chiếc vlog này sẽ ghi lại những hoạt động mà mình đã làm trong một tuần tại vườn. Ok, giờ thì cùng mình bắt đầu thôi. Chào buổi sáng các bạn. Mình thức dậy lúc 6 giờ rưỡi và những tia nắng bên ngoài thì đang dần dần len lỏi vào trong căn phòng của mình. Việc đầu tiên là mình đi mở hết tất cả những cánh cửa ra để ánh nắng tràn vào phòng và một phần giúp mình tỉnh táo hơn. Giờ thì mình sẽ đi siêu thị và mua một vài món đồ cần thiết để chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay. Mình kết thúc một ngày bằng việc đạp xe đạp ngoài trời để thư giãn cũng như là rèn luyện sức khỏe. Home to take a quiz, but now let's hear more about this story from this BBC News. Okay, so this is full-blown. First word, full-blown pandemic. Yeah, and I guess that's the same. We can sort of exaggerate the severity. We have a video. It's a two-word expression. The first word. Yeah.
Hiện tại thì mình đang phát triển một công việc tự do theo kế hoạch của bản thân. Và bên cạnh đó thì mình cũng tập trung phát triển kênh YouTube. Mình mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình. Ah ouais, franchement, ça aurait pu être pire. Non, moi je la trouve bien. À toi un chèque, ça te suffit, hein, tu... Non, mais... Nervous, anxious maybe, is part of the pleasure or enjoyment, what Alistair calls charm. I agree, and he uses... Một vài phân đoạn ghi lại hành trình quay vlog của mình. Chiều nay thì mình quyết định đi picnic một mình. Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul, it'll break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on.
Chiếc vlog ghi lại một tuần hiệu quả của mình đến đây là kết thúc rồi. Hãy bình luận bên dưới một hoạt động mà bạn thích nhất trong chiếc vlog này cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!